Xin chào các bạn đến với Sun Sale và đánh giá Redmi Note 12 Turbo. Vừa rồi mình thấy các bạn có comment rất là nhiều về tình trạng giật lag, bị khự khi mà chơi game Liên Quân. Vậy sự thật là gì? Và nếu đó là sự thật thì cách khắc phục như thế nào? Câu hỏi thứ hai là Neo 3 có thể chơi game sim max setting là cực cao vào 60. Sự thật là gì? Và câu hỏi thứ ba là thông tin pin trên iPhone 15 series nó như thế nào? Hiện tại với kênh Sun Sale và đánh giá đã có hai cái kênh. Một là kênh TikTok có tên là Sun Sale và đánh giá này, và rất mong các bạn có thể là follow kênh đó để mình sớm đạt 1000 sub nha. Và cái kênh thứ hai là kênh Shopee có tên là Sun Sale và đánh giá Store. Cái kênh này thì mình sẽ chuyên bán phụ kiện, cái kênh TikTok cũng thế thôi, từ sàng sò lạnh, miếng dán cường lực vân vân mây mây, mức giá nó rẻ nhất thị trường các bạn ạ. Ok, chúng ta vào câu hỏi đầu tiên của bạn, một cái tên khá là dài. À đây, em đang dùng Redmi Note 12 Turbo trên Liên Quân, nó cứ khựng khựng chậm chậm, không biết có phải do tần số chạm cảm ứng là 250Hz không ạ? Nên đổi sang Redmi K60E không? Mong anh góp ý. Mình có tham khảo một vài cái bài đăng từ các bạn nha. Với Redmi Note 12 Turbo trên Liên Quân thì cũng khá khá, bạn bảo là sản phẩm này khi mà trên Liên Quân nó hơi lag một tí. Đây, các bạn có thể xem một vài cái bài đăng và cái comment từ các bạn này. Bạn Khắc Nhật có comment như sau: các bác cho mình hỏi là mình dùng Note 12 Turbo trên Liên Quân lâu lâu lại bị lóc số 40 rồi giật đơ không lên được, không biết bị gì, bác nào có cách chữa không ạ? Cảm ơn các bác. Phía dưới có bạn comment bảo tắt quay khoảnh khắc đi, cái đó bị lỗi làm game lag. Và tiếp theo chúng ta có comment của bạn bác sĩ Quang Huy: K60E ăn về game nhẹ nhé, không nóng tí nào luôn. Note 12 Turbo bảo không nóng mà chơi Liên Quân full max setting nóng giật số 40 luôn, game nặng Note 12 Turbo ăn nhé. Đấy, tức là về cái lựa chọn giữa Redmi Note 12 Turbo và Redmi K60E thì các bạn thấy là nếu mà game nhẹ thì Redmi K60E nó tối ưu tốt hơn, còn game nặng kiểu NC chẳng hạn thì Redmi Note 12 Turbo nó ngon lành hơn. Và sẽ có một vài cái cách khắc phục như sau: bạn nào đang ở ROM gốc thì có thể chuyển sang cái ROM TN. Cái thứ hai, như nhiều bạn chia sẻ đấy, là bảo tắt cái quay khoảnh khắc đi, khả năng là nó cũng sẽ ok là hơn. Tại vì mình không có chơi Liên Quân nhiều nên là về cái vấn đề này bạn nào biết cách khắc phục hay là có cách nào nó tốt hơn ý, có thể comment bên dưới nhà, để bạn nào là bị như thế thì sẽ biết cái cách khắc phục như thế nào. Ok chưa? Còn với cái câu hỏi các bạn này là có cố để lên Redmi K60E không? Như mình chia sẻ với các bạn rất nhiều video rồi, K60E là một sản phẩm nếu xét về toàn diện thì nó sẽ yếu một chút về phần camera. Tầm tiền đấy nhá, nó sẽ yếu về camera thôi, còn hiệu năng tầm đấy thì cũng rất ổn áp để bạn chơi các tựa game rồi. Còn với bạn cầm một sản phẩm mà nó toàn diện mọi thứ, hiệu năng ok làm một tí này, thì có thể chọn Realme GT Neo 3, tùy bạn nhá. Đây thì mình khuyên bạn nếu được thì bạn có thể chuyển sang Redmi K60E nếu bạn chơi Liên Quân nhiều. Ok chưa? Chúng ta đến với một cái câu hỏi của bạn Minh NTQ: Neo 3 em chạy cực cao 60fps, game sync khá ổn, chỉ có chuyển là hơi giật lag thôi, nói chung là ổn định. Để mà đồng đều các thứ thì vẫn nên chọn Realme. Gần đây thì mình đã test rất nhiều Neo 3 rồi, Neo 3 từ ROM gốc có này, rồi là ROM quốc tế mình đều test game sync. Thậm chí là mình có thử game sync max setting nhưng mà cảm giác nó sẽ không ổn áp đâu các bạn. Không biết là bạn đang ở cái phiên bản ROM nào và cái số bản dựng là bao nhiêu nhỉ? Nhưng mình có test rồi đấy, các bạn có thể chơi game sync ở mức độ ổn ấy là trung bình 60 thôi. Vấn đề các bạn có chuyển cảnh giật lag là rất nhiều máy đều gặp rồi. Còn khi mà các bạn có combat này, các bạn có đi lại thì đôi khi nó vẫn sẽ gặp tình trạng giật lag thôi. Dù gì đi nữa, Neo 3 vẫn là một sản phẩm mà nó thực sự nó quá toàn diện tầm giá rồi các bạn, nên các bạn có thể cân nhắc nhá. Đến với câu hỏi của bạn Nguyễn Hùng 2201: anh biết thông tin pin iPhone 15 series bao nhiêu mAh và công suất sạc bao nhiêu không ạ? Theo như mình tìm hiểu hiện tại thì với sản phẩm iPhone 15 series thì nó có dung lượng pin lớn hơn một chút xíu so với iPhone 14 series các bạn nhá. Cụ thể các bạn có thể thấy hai cái bảng này, cái dung lượng pin ở trên iPhone 14 series và iPhone 15 series nó sẽ hơi khác nhau một chút. Và về công suất sạc thì mình cũng không có biết thông tin chính xác lắm. Nói chung là khi nào mà có máy trên tay thì mình sẽ test và trao đổi với các bạn nhiều hơn nhá. Vừa rồi là một vài câu hỏi mình có trả lời các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Và mức giá rẻ nhất một vài sản phẩm mà mình có nhắc tới trong video ngày hôm nay, mình sẽ để đường link ở phần mô tả cũng như là bình luận game. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.